Chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Robot cho mọi người. Và chủ đề của ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cảm biến giới hạn chuyển động. Như các bạn đã biết là cái động cơ của chúng ta thì xoay tròn theo một số vòng. Vậy có một cái việc khó trong cái điều khiển, đặc biệt là việc điều khiển nếu mình sử dụng các mạch điện mang tính thuần điện tử và không có lập trình, thì sẽ giới hạn chuyển động của các động cơ như thế nào. Bởi vì có một số động cơ mà khi nó quay mãi thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là phá vỡ cái kết cấu của thiết bị. Điều này khá là nguy hiểm. Và do vậy mình cần có một cái loại cảm biến để giới hạn cái động cơ chỉ quay trong một khoảng nhất định. Ở đây có thể là quay trong một khoảng không gian để kéo thiết bị từ điểm A đến điểm B và chỉ di chuyển trong điểm A và điểm B mà thôi, hoặc là quay theo một số góc nhất định. Và giải pháp cho vấn đề này chính là cái bộ cảm biến giới hạn chuyển động của mình. Như các bạn thấy ở đây có hai cái công tắc. Hai cái này sẽ là, ở ngoài thực tế sẽ là hai cái cảm biến hành trình hoặc là cảm biến chạm. Tức là khi mình chạm vào cái công tắc này, nó sẽ đổi bên như thế này. Và cái kỳ vọng của mình là khi thiết bị chạm vào công tắc này thì cái công tắc này sẽ mở như thế này. Và khi thiết bị lùi ra, không còn chạm vào công tắc thì nó sẽ đóng như này. Các bạn nhìn kỹ nhá. Đây là thiết bị chạm này. Ở đây thiết bị lùi ra. Ok. Ở đây thì mình có một cái động cơ này thì mình có thể dùng hai cái nút ấn này để quyết định hai cái chiều khác nhau của dòng điện đi vào động cơ và từ đó khiến động cơ đổi chiều. Bây giờ thì như các bạn thấy là động cơ không quay. Hai cái công tắc này đều được đóng, tức là cái thiết bị đang ở giữa cái khoảng cho phép chuyển động. Và bây giờ mình sẽ điều khiển được cả hai hướng của động cơ. Tuy nhiên, nếu mà động cơ chạm vào cái cảm biến hành trình bên trái này chẳng hạn, mình sẽ điều khiển được động cơ xoay theo chiều kim đồng hồ. Nhưng với chiều ngược kim đồng hồ, khi mình ấn nút không hiện tượng gì xảy ra cả, bởi vì mạch điện bên này đã ngắt. Ok, và tương tự như với cái động cơ bên này, thì nếu mà động cơ chạm vào cái cảm biến bên phải thì cái chiều kim đồng hồ sẽ không quay được nữa và động cơ sẽ chỉ quay theo cái chiều ngược chiều kim đồng hồ. Nguyên lý của mạch điện này khá đơn giản. Mỗi cảm biến hành trình được mắc nối tiếp với một con diode và có cái chiều đi ngược nhau. Như các bạn có thể thấy là D1 với D2 có cái chiều diode ngược nhau. Và hai cái bộ cảm biến hành trình mắc với diode đó thì lại được mắc song song với nhau như thế này và nối vào động cơ. Ok, bài học hôm nay đến đây là hết. Việc kết nối nó cũng khá là đơn giản. Chúc các bạn làm robot thật vui và có nhiều phát minh thắng thế trong tương lai. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.